Thưa quý vị, chiều nay ngày 9 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh họp trực tuyến với Ban chỉ đạo các cấp trên toàn tỉnh để bàn các giải pháp triển khai ứng phó dịch bệnh trong những ngày tới. Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Quang Yến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì cuộc họp. Những ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 của tỉnh được ghi nhận liên tục tăng nhanh ở tất cả các huyện thành phố. Tính từ đầu tháng 12 đến nay, trung bình mỗi ngày tỉnh ghi nhận hơn 500 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm của tỉnh đến thời điểm này hơn 13.000 ca, với 72 ca tử vong. Số ca nhiễm phát hiện trong cộng đồng với gần 70%, tăng 10% so với kỳ báo cáo 3 ngày trước. Gần 28% số ca mắc được ghi nhận tại các công ty thuộc khu công nghiệp. Các trường hợp phát hiện bệnh chủ yếu qua sàng lọc định kỳ tại các cơ sở lao động, cơ sở y tế. Một số trường hợp tự phát hiện qua test nhanh tại nhà, xuất hiện một số ca nhiễm là nhân viên y tế. Tình hình dịch những ngày tới sẽ còn phức tạp, khả năng sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều ổ dịch mới. Hiện toàn tỉnh có 6 huyện thành phố dịch cấp độ 4 gồm Châu Thành, thành phố Bến Tre, Bình Đại, Mỏ Cày Nam, Dòng Trơm, Mỏ Cày Bắc. 3 huyện có đánh giá dịch ở cấp độ 3 gồm Ba Tri, Chợ Lách, thành phố. Cấp xã đánh giá dịch cấp độ 4 là 50 xã, cấp độ 3 là 71 xã, cấp độ 2 là 26 xã, cấp độ 1 10 xã. Áp lực lên hệ thống y tế về thu dung điều trị đang ngày càng lớn. Trước áp lực này, những ngày qua, 9 trên 9 huyện thành phố đã triển khai điều trị F0 tại nhà với gần 2.000 trường hợp. Tuy nhiên, việc triển khai nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế. Nhận định tại cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho biết, Bến Tre là một trong 5 tỉnh của cả nước có số ca mắc tăng nhanh trong những ngày gần đây. Trước tình hình này, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ yêu cầu các địa phương phải đề ra các giải pháp thiết thực hơn để khống chế số ca nhiễm, tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng dịch hơn nữa. Trong đó, tăng cường truyền thông để nâng cao ý thức phòng dịch của người dân, để mỗi người dân biết tự bảo vệ mình trước nguy cơ dịch bệnh, từ đây khống chế hiệu quả số ca mắc.